Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các đồng chí và đại diện nhân dân trong tỉnh về dự hội nghị. Thực hiện quyết định số 1289 ngày 3 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Hôm nay, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết hợp với xúc tiến đầu tư vào tỉnh Kiên Giang. Đến dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng chào mừng và giới thiệu các đồng chí lãnh đạo và các vị đại biểu. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu các bộ ngành trung ương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Hồ Minh Thương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương, quê hương tỉnh Kiên Giang cùng tham dự hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ cục của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng tham dự hội nghị. Đại biểu các tỉnh, thành phố, xin trân trọng giới thiệu ông Dương Quỳnh Khải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau. Xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các sở kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang và tỉnh Hậu Giang cùng tham dự hội nghị. Đại biểu tỉnh Kiên Giang, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ. Các ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, đại diện thành ủy, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, du lịch tỉnh Kiên Giang, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Và đặc biệt, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của 100 đại biểu là nhân dân, người lao động, sinh viên, học sinh, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cùng tham dự hội nghị. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, các đồng chí và đại diện nhân dân đến dự hội nghị hôm nay. Tiếp theo chương trình, kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, các đồng chí xem video clip tóm tắt những điểm nổi bật của quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Xin kính mời. Kiên Giang nằm ở phía tây nam của Việt Nam, là tỉnh có đồng bằng, rừng nguyên sinh, đồi núi và biển đảo. Với tổng diện tích tự nhiên trên 634.000 hectare, Kiên Giang có vị trí chiến lược quan trọng là cửa ngõ hướng ra các quốc gia Đông Nam Á. Với bờ biển dài trên 200 km, vùng biển rộng hơn 63.000 km vuông,
có 5 quần đảo với trên 143 đảo, trong đó đảo lớn nhất là Phú Quốc. Hiện nay dân số Kiên Giang có trên 1,7 triệu người, trong đó có trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động, lực lượng lao động trẻ có tay nghề. Đây là thời kỳ dân số vàng của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ngày 3 tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại quyết định số 1289. Theo đó, mục tiêu tổng quát của quy hoạch là Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển. Trong đó, thành phố Phú Quốc là trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Thành phố Rạch Giá là thành phố thương mại dịch vụ xanh, thành phố Hà Tiên là đô thị di sản. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống văn minh, hạnh phúc. Quy hoạch xác định các mục tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 7% mỗi năm. Tỷ trọng khu vực nông lâm thủy sản chiếm 29,6%, công nghiệp xây dựng chiếm 24,7%, trong đó công nghiệp chiếm khoảng 15%, dịch vụ chiếm 41,1% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 4,6% trong cơ cấu kinh tế tỉnh. GRDP bình quân đầu người đạt 127 triệu đồng, tương đương 4.985 đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tăng bình quân 4,7% mỗi năm thời kỳ 2021-2030. Tỷ trọng kinh tế số chiếm 25-30% GRDP của tỉnh. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GRDP đạt khoảng 40%. Tỷ lệ hộ nghèo đạt dưới 2% theo chuẩn hiện hành. Tỷ lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia là 90%. Tỷ lệ bác sĩ giường bệnh trên 10.000 dân lần lượt đạt 11,9 bác sĩ và 36,4 giường bệnh. Tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì 11-12%. Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử lý đạt 100% đối với chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, y tế và 90% đối với chất thải rắn sinh hoạt nông thôn. 100% các đô thị và các khu cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 42-48%. Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch đạt 98-100%. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt 50-55%. Hoàn thành 100% các công trình trong khu vực phòng thủ của tỉnh, 70% các công trình trọng điểm trong khu vực phòng thủ huyện. Quy hoạch đề ra nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 34 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại 1 là thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc, 1 đô thị loại 2 là thành phố Hà Tiên, 1 đô thị loại 3 là thị xã Kiên Lương, 10 đô thị loại 4 và 20 đô thị loại 5. Đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng. Phú Quốc là trung tâm du lịch, dịch vụ tổng hợp, du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc, với nhiều giá trị khác biệt, đẳng cấp quốc tế. Bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị di sản, lịch sử của tỉnh được bảo tồn và phát triển. Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng giá trị kinh tế sản phẩm, gắn kết sản xuất, thị trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, kết hợp với thương mại, dịch vụ logistics, đẩy mạnh hoạt động nuôi biển theo hướng hiện đại, bền vững và gắn với các ngành kinh tế biển khác, bảo vệ môi trường sinh thái và quốc phòng an ninh. Phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững với công nghệ tiên tiến, hợp lý, thân thiện môi trường. Theo đó, ưu tiên thực hiện hai khu chức năng trong khu kinh tế Phú Quốc và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, 3 khu công nghiệp Tắc Cậu, Kiên Lương 2 và Xẻo Rô, 12 cụm công nghiệp, nghiên cứu thu hút đầu tư phát triển điện gió tại các khu vực ven biển đảo, điện mặt trời, kết hợp nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp.
về thương mại dịch vụ, phát triển thương mại điện tử, thương mại biên giới, thương mại quốc tế để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản có thế mạnh, như phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hình thành trung tâm logistics cửa khẩu Hà Tiên, trung tâm logistics Châu Thành, các khu thương mại dịch vụ, khu phức hợp, trung tâm thương mại tổng hợp, khu phi thuế quan và các kho ngoại quan, kho hàng hóa. Tiếp tục thu hút và phát triển, hình thành các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, ven biển, bãi thơm, Gành Chầu, Rạch Dẹm, bãi sao, Phú Quốc. Các khu phức hợp, dịch vụ giải trí, thể thao sân golf và các điểm du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng tại các khu vực biển, khu rừng tràm, vườn cây ăn trái. Phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kiên Giang phát triển ngành y tế đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, Kiên Giang phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Theo quy hoạch, Kiên Giang tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội theo 4 tiểu vùng, gồm vùng tứ giác Long Xuyên, bao gồm thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Trang Thành, huyện Hòn Đất và một phần các huyện Tân Hiệp, Châu Thành. Vùng Tây Sông Hậu bao gồm một phần huyện Tân Hiệp, Châu Thành và toàn bộ huyện Chồng Triền, Gò Quao. Vùng U Minh Thượng bao gồm huyện An Minh, An Biên, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận. Vùng Hải Đảo bao gồm thành phố Phú Quốc và huyện đảo Kiên Hải. Tổ chức không gian các hoạt động kinh tế xã hội dựa trên 3 hành lang kinh tế chính. Hành lang kinh tế ven biển Tây gồm hành lang kinh tế Hà Tiên Rạch Giá và hành lang kinh tế ven biển khu vực An Minh An Biên Châu Thành Rạch Giá. Hành lang kinh tế Bắc Nam dựa trên trục cao tốc lộ tẻ Rạch Sỏi và quốc lộ 80, đóng vai trò quan trọng trong việc giao thương giữa tỉnh với các địa phương trong vùng. Hành lang biên giới Giang Thành Hà Tiên tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu gắn với hình thành các đô thị biên giới, bảo đảm quốc phòng an ninh. Xuất phát từ lợi thế về mặt vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, quy hoạch tỉnh Kiên Giang xác định các nhiệm vụ trọng tâm đột phá phát triển. Trong đó, trọng tâm phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh kết nối du lịch, đầu tư, thương mại, sản xuất, tiêu dùng giữa đất liền với hải đảo. Trọng tâm là Phú Quốc, nuôi biển khai thác hải sản bền vững, dịch vụ hậu cần nghề cá, công nghiệp chế biến hải sản, công nghiệp năng lượng tái tạo, tạo bước đột phá phát triển thành phố Phú Quốc với cơ chế vượt trội về chính sách ưu đãi để tập trung quy động và ưu tiên nguồn lực phát triển một số ngành lĩnh vực trọng tâm cho Phú Quốc. Quy hoạch đề ra 6 nhóm giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch gồm giải pháp về huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư, tập trung huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đầu tư có trọng tâm trọng điểm vào các ngành lĩnh vực then chốt, tạo đột phá, các dự án tạo động lực, lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho các ngành kinh tế, cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho các cơ sở kinh tế hoạt động trong các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chức năng theo quy hoạch, nghề nghiệp trong và ngoài nước. Giải pháp về khoa học và công nghệ, môi trường, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đẩy mạnh thông tin truyền thông về vai trò vị trí của khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư nâng cao năng lực, giám sát môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý chất thải. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Nghị quyết số 13 ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 57 của Chính phủ ngày 21 tháng 4 năm 2022 về các nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế xã hội. Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn.
giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. Ngoài ra, quy hoạch cũng đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ 2021-2030 với hơn 200 dự án thuộc các ngành lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang với niềm tin và quyết tâm phấn đấu đạt được những mục tiêu, tầm nhìn và định hướng đã đề ra để quy hoạch tỉnh được cụ thể hóa thực hiện hiệu quả, đưa Kiên Giang ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững. Tiếp tục chương trình hội nghị, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Thị Ngọc Quyền, chuyên viên cao cấp hàm vụ phó vụ công tác quốc hội địa phương và đoàn thể thuộc văn phòng chính phủ, lên công bố tóm tắt những nội dung chính của quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa hội nghị, tôi xin tóm tắt những nội dung chính của quyết định số 1289 QĐ-TTg ngày 3 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Điều 1, phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một, quan điểm phát triển A. Phù hợp với chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch, kế hoạch ngành quốc gia, quy hoạch, kế hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và các quy hoạch, kế hoạch liên quan, bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục kế thừa, ổn định và phát triển. B. Khai thác hiệu quả lợi thế về biển đảo, phát huy tuyến hành lang kinh tế phía Nam thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng, tập trung phát triển chuỗi đô thị ven biển, hướng biển, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. C. Bảo đảm kết nối giữa các đô thị động lực với các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm đầu mối cảng biển và hàng không. Hình thành các hành lang kinh tế mới, vừa gắn kết với các hành lang kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long của quốc gia. Vừa kiến tạo các không gian phát triển mới tại vùng U Minh Thượng, Tây Sông Hậu và Tứ Giác Long Xuyên. D. Đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung mọi nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo. 2. Mục tiêu phát triển đến năm 2030. Đến năm 2030, Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia, các thành phố, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển. Trong đó, thành phố Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Thành phố Rạch Giá là thành phố thương mại, dịch vụ xanh. Thành phố Hà Tiên là đô thị di sản, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống văn minh, hạnh phúc. 3. Giai đoạn sau năm 2030. A. Thành lập khu kinh tế ven biển Rạch Giá là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, trọng tâm phát triển về thương mại, dịch vụ, logistics cảng biển, đô thị, dịch vụ, du lịch, công nghiệp ven biển, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản. Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới nhằm phát huy tổng hợp tiềm năng, lợi thế của đô thị tổng hợp, chuyên ngành, trung tâm đầu mối về thủy sản và cảng hàng không Rạch Giá. B. Thành lập khu kinh tế cửa khẩu Kiên Giang bao gồm khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, khu vực cửa khẩu Giang Thành. 4. Tầm nhìn đến năm 2050.
Đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng. Phú Quốc là trung tâm du lịch, dịch vụ tổng hợp, du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc với nhiều giá trị khác biệt đẳng cấp quốc tế, bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị di sản lịch sử của tỉnh được bảo tồn và thể hiện rõ nét. 5. Các đột phá phát triển. A. Phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh kết nối du lịch, đầu tư, thương mại, sản xuất, tiêu dùng giữa đất liền với hải đảo. B. Tạo bước đột phá phát triển thành phố Phú Quốc với cơ chế đặc thù vượt trội về chính sách ưu đãi. C. Phát triển hướng biển, mở rộng không gian lấn biển theo quy định pháp luật, sáng tạo, độc đáo, giàu bản sắc. D. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong các hoạt động kinh tế xã hội và xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản trị công và cải cách thủ tục hành chính. 6. Các nhóm giải pháp chủ yếu. 1. Giải pháp về huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư. 2. Giải pháp về phát triển nguồn lực. 3. Giải pháp về khoa học và công nghệ môi trường. 4. Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển. 5. Giải pháp về quản lý, kiểm soát, phát triển đô thị và nông thôn. 6. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. Điều 2. Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 21-30, tầm nhìn đến năm 2050, phê duyệt tại quyết định này là căn cứ lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật có liên quan. 2. Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm tổ chức, công bố, công khai quy hoạch tỉnh, xây dựng, trình, ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh, tổ chức thực hiện quy hoạch gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, định kỳ tổ chức đánh giá, rà soát điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật, nghiên cứu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển tỉnh Kiên Giang và quy định pháp luật để huy động các nguồn lực thực hiện quy hoạch, tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được quyết định hoặc phê duyệt và thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh trong trường hợp có mâu thuẫn theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 2 nghị quyết số 61 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 3. Việc chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các chương trình, dự án, đề án, bao gồm cả các dự án chưa được xác định trong danh mục dự án ưu tiên ban hành kèm theo quyết định này, phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước, vùng và địa phương. Mục tiêu, định hướng, phương án phát triển đã được xác định tại quyết định này và quy hoạch có liên quan nếu có. Đối với các dự án dự kiến đầu tư sau năm 2030, trường hợp có nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội và huy động được nguồn lực tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền chấp thuận cho đầu tư sớm hơn theo quy định. 4. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các nội dung, thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu, các phụ kiện, phụ lục kèm theo quyết định này. 5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang trong quá trình thực hiện quy hoạch, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong việc đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp, huy động và bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng của quy hoạch. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu, sau đây là nghi thức trao và nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang và đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang lên sân khấu để nhận quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang của Thủ tướng Chính phủ.
và xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lên trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Xin kính mời Phó Thủ tướng. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng và xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và các đồng chí xem video clip giới thiệu Kiên Giang, điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Xin kính mời. Kiên Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, phía tây nam của Tổ quốc, phía bắc giáp Dương quốc Campuchia, phía nam giáp tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, phía đông và đông nam giáp tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp vịnh Thái Lan. Vị trí địa lý có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội khi có thể đi đến nhiều nước bằng đường bộ, đường không và đường thủy. Địa phương hiện có hai sân bay là Rạch Giá và Phú Quốc. Trong đó, sân bay quốc tế Phú Quốc kết nối với hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Chính quyền, người dân địa phương luôn rất nỗ lực mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác cùng phát triển. Tổng diện tích đất tự nhiên của Kiên Giang là hơn 634.627 ha, trong đó đất trồng lúa là 354.011. Hệ thống thủy lợi, phương thức canh tác được đầu tư hoàn thiện đã giúp sản xuất 4,4 triệu tấn lúa, cung cấp một lượng lớn gạo xuất khẩu. Với hơn 200 km bờ biển, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi trồng thủy hải sản. Nghề nuôi thủy sản ven bờ những năm gần đây được chú trọng đầu tư. Ngoài các lồng bè nuôi cá bóp, cá mú của người dân, nhiều công ty đã nghiên cứu nuôi cấy thành công ngọc trai và hải sâm. Kiên Giang cũng được thiên nhiên ưu đãi khi có hệ động thực vật đa dạng và phong phú. Địa phương sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới có tổng diện tích hơn 1,1 triệu hectare. Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang gồm cả vùng biển, đất liền và hải đảo. Hệ động thực vật đa dạng và phong phú với khoảng 2.340 loài. Trong đó có rất nhiều loài quý hiếm như rô gòn, sếu đầu đỏ, giọt bạc và đái cá lông mũi. Địa hình đồng bằng xen lẫn đồi núi và hải đảo đã tạo nên khung cảnh thiên nhiên đa dạng. Trong đó, khu vực đồi núi trải từ huyện Hòn Đất đến thành phố Hà Tiên có nhiều hang động kỳ bí và những ngọn núi hùng vĩ. Còn ở khu vực biển, Kiên Giang được mệnh danh là Hạ Long của phương Nam khi có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ. Nổi bật nhất là đảo Phú Quốc với biển xanh và cát trắng, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Đảo Ngọc được rất nhiều tạp chí nổi tiếng bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Xác định công nghiệp là động lực phát triển kinh tế, tỉnh Kiên Giang đã quy hoạch 5 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp và 19 nhà máy chế biến sâu về nông sản, thủy sản gắn với nguồn nguyên liệu. Bên cạnh đó là hai khu kinh tế trọng điểm là Phú Quốc và Hà Tiên. Các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh nằm ở các nơi thuận tiện về giao thông, hạ tầng được đầu tư bài bản. Điểm thuận lợi nữa là Kiên Giang có nguồn nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu dồi dào, nguồn lao động có tay nghề cao. Đến giữa năm 2023, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thu hút được 4 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn 1.375 tỷ đồng và tạo việc làm cho 13.045 lao động, tăng 41,7% so với đầu nhiệm kỳ. Hiện địa phương đang có nhiều đơn vị lớn đến đầu tư như Vingroup, Sun Group, Biên Group, CEO Group, Phú Cường Group, CIC Group. Nhiều dự án quy mô lớn đã và đang đi vào khai thác như Vinpearland, Vinpearl Safari, cáp treo An Thới Hòn Thơm, Casino Phú Quốc, khu lấn biển phát triển đô thị tại thành phố Rạch Giá, trung tâm thương mại Vincom, nhà máy bia Sài Gòn, Kiên Giang. Theo quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt, năm 2030, Kiên Giang phải là tỉnh có chất lượng cuộc sống cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị,
thương mại và dịch vụ hướng biển. Đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng. Nhằm hiện thực hóa quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt, tỉnh Kiên Giang đã ban hành danh mục 66 dự án kêu gọi đầu tư. Các dự án này thuộc các lĩnh vực như du lịch, thương mại, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp, nhà ở, phát triển đô thị, giáo dục, văn hóa và thể thao. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh Kiên Giang đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn. Tỉnh cũng công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi đến người dân, doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi. Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng ở 5 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và khu kinh tế Phú Quốc, khu kinh tế cửa khẩu Giang Thành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư quan tâm dự án. Sau năm 2030, khu kinh tế biển tổng hợp Trạch Giá cũng sẽ triển khai, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Doanh nghiệp đến tỉnh Kiên Giang đầu tư sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận đất đai, xây dựng nhà xưởng, hướng dẫn tận tình thủ tục, trình tự cấp phép dự án. Kiên Giang đang nỗ lực tạo môi trường thuận lợi nhất đến hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế địa phương. Kiên Giang, điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu, trong năm 2023, lãnh đạo và các cấp, các ngành của tỉnh Kiên Giang đã có nhiều nỗ lực trong thu hút đầu tư, huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để triển khai thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở quyết định phê duyệt quy hoạch, tỉnh Kiên Giang của Thủ tướng Chính phủ đã xác định có hơn 200 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. Nhân hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Kiên Giang hôm nay, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức trao 11 chủ trương đầu tư và 18 biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư của các nhà đầu tư sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, và trân trọng kính mời đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lên sân khấu để trao chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư và tặng quà chúc mừng cho các nhà đầu tư. Sau đây là phần trao chủ trương đầu tư. Xin mời bà Phạm Thị Như Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang với chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội tại khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, quy mô 1.011 căn nhà ở, vốn đầu tư 1.562 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin kính mời ông Joshua Nathan Guman, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Australia, với chủ trương đầu tư dự án nuôi trồng, sản xuất giống, kinh doanh và xuất khẩu cá, rong biển và các loại thủy sản khác, quy mô 420 hectare mặt biển, tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin kính mời ông Vương Đức Trường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường Phát, với hai chủ trương đầu tư dự án khu dân cư thương mại Trường Phát An Minh tại thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, quy mô 2,11 hectare, tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Dự án biệt thự vườn Trường Phát tại phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, quy mô 9,98 hectare, vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giao thông Thủy lợi Kiên Thành, với chủ trương đầu tư dự án đầu tư trang trại chăn nuôi công nghệ cao, được chuyển đổi chủ trương đầu tư từ dự án trồng rừng và nuôi cá, với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin kính mời ông Nguyễn Ngọc Thới, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thạnh Thới, với chủ trương đầu tư
dự án đầu tư 3 phà vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường biển, tổng vốn đầu tư 128 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Hứa Văn Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu Phương Anh Kiên Giang với chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Minh Lương tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, quy mô 9,95 ha, vốn đầu tư 84 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời bà Quỳnh Thu Hồng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và du lịch Kiên Hải với chủ trương đầu tư dự án khu du lịch Bãi Bàng tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, quy mô 1,08 ha, tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Phạm Văn Vệ, giám đốc công ty cổ phần xi măng Kiên Giang với chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy nghiền xi măng tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, công suất 300.000 tấn năm, tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Trần Kiên Nghị, giám đốc công ty cổ phần xi măng Hà Tiên, Kiên Giang với chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy nghiền xi măng tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, công suất 200.000 tấn năm, tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời bà Hồ Thị Bích Phượng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Bát Ngọc với chủ trương đầu tư dự án nuôi trồng thủy sản trên biển, quy mô 90 ha, tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời bà Nguyễn Hồng Tho, giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Đức Trường với chủ trương đầu tư dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản trên biển, quy mô 97,8 ha, tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Và xin kính mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang cùng chụp ảnh lưu niệm với các nhà đầu tư. Xin cảm ơn và xin mời các nhà đầu tư trở về vị trí. Xin mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang nán lại sân khấu để trao biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư và tặng quà chúc mừng cho các nhà đầu tư tiếp theo. Tiếp theo là phần trao biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư. Xin mời ông Nguyễn Quang Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án khách sạn Phú Cường Rạch Giá tại khu đô thị Phú Cường, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, quy mô 6.226 m2, tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Trần Quang Vũ, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án khu phức hợp bãi cây mến tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, quy mô 5,2 ha, tổng vốn đầu tư 620 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Đoàn Lê Thanh, giám đốc phát triển dự án công ty cổ phần đầu tư CNC Holding Việt Nam với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị mới tại tỉnh Kiên Giang, quy mô 21,9 ha, tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Phạm Thái Bình, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư xây dựng phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, quy mô 50.000 ha. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Quỳnh Văn Thoàn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư xây dựng phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, quy mô 100.000 ha. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Nguyễn Thế Dân, giám đốc điều hành công ty NC Hồng Kông với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư nhà máy điện gió tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, công suất 410 MW, giai đoạn 1 60 MW, vốn đầu tư 2.420 tỷ đồng.
Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Bế Minh Tuấn, giám đốc dự phát triển dự án công ty cổ phần tập đoàn năng lượng BIM, với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời trên ao nuôi tôm công suất 720 MW, trong đó giai đoạn 1 150 MW, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, giai đoạn 2 570 MW, vốn đầu tư 8.400 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Trần Gia Quốc Hưng, giám đốc phát triển dự án công ty Kiên Giang Windpower, với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư nhà máy điện gió Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, công suất 500 MW, trong đó giai đoạn 1 77 MW, vốn đầu tư 3.882 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Võ Phương Trình, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần năng lượng xanh miền Nam Biomet, với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, quy mô 32 ha, vốn đầu tư 450 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Lê Văn Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú, với hai biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, quy mô 50 ha, vốn đầu tư 700 tỷ đồng, và dự án đầu tư nuôi tôm theo công nghệ sinh học MBO tại Kiên Lương, Hà Tiên, Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, quy mô 4.000 ha, vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Chu Hồng Hà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Minh Phú, với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án hệ thống cấp nước biển cho vùng nuôi tôm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Kiên Giang, quy mô 21,9 ha, vốn đầu tư 830 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Bùi Quy Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng và xuất nhập khẩu thủy sản Phú Quốc, với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ hiện đại, quy mô 300 ha, vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Nguyễn Minh Duy Anh, giám đốc điều hành dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Sơn, với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp với tham quan du lịch trên biển, quy mô 400 ha, vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Đổng Lưu Nghiêm, phó giám đốc điện lực Kiên Giang, với hai biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án đầu tư trạm và đường dây 110 kV khu công nghiệp Thành Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, vốn đầu tư 91 tỷ đồng, và dự án trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, vốn đầu tư 770 tỷ đồng. Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Phạm Lê Phú, tổng giám đốc tổng công ty truyền tải điện quốc gia, với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án trạm biến áp 220 kV An Biên và đường dây đấu nối, quy mô 8 ha, vốn đầu tư 698 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Xin mời ông Phạm Ngọc Sáu, trưởng ban hạ tầng hàng không công ty cổ phần tập đoàn Sovico, với biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Rạch Giá, quy mô 200 ha, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Xin chúc mừng nhà đầu tư. Và xin kính mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng chụp ảnh lưu niệm với các nhà đầu tư. Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang, và mời các nhà đầu tư trở về vị trí. Xin cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các đồng chí và đại diện nhân dân trong tỉnh. Để tỉnh Kiên Giang thực hiện được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tỉnh rất cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương,
để tỉnh khai thác tốt và hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ lên phát biểu chỉ đạo việc triển khai thực hiện quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời Phó Thủ tướng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, cùng các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang qua các nhiệm kỳ. Kính thưa đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Thưa các nhà đầu tư, thưa quý vị khách quý và toàn thể các đồng chí. Trước hết thì cho phép tôi thay mặt Thường trực Chính phủ được chúc mừng những điều mà Kiên Giang đã làm được trong thời gian qua. Thực sự mà nói thì bản thân tôi cũng bất ngờ về kết quả này. Nếu như bây giờ phải xếp hạng trong 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thì tôi tính là Kiên Giang chắc là sau cái ông thứ nhất mà cao hơn cái ông thứ nhì. Một chấm mấy gì đó. Xét về tổng thể các chỉ tiêu. Đây là một kết quả rất là ấn tượng trong khi cả nước chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Cũng xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng các nhà đầu tư đã chọn Kiên Giang để gửi gắm niềm tin và tiền của mình. Tôi tin là các dự án của chúng ta sẽ thành công trong thời gian ngắn sắp tới. Thưa tất cả các đồng chí và quý vị, cái hội nghị hôm nay có hai nội dung. Thứ nhất là công bố quy hoạch, thứ hai là báo cáo về kinh tế xã hội và kêu gọi đầu tư của tỉnh. Tôi cũng xin phép trao đổi với các đồng chí hai ý theo cái chủ đề đó. Thứ nhất về quy hoạch, thì nếu phải nói một câu thì quy hoạch có rồi, các đồng chí cứ về căn cứ quy hoạch mà làm. Tuy nhiên thực sự nó không phải dễ như vậy. Điều đầu tiên muốn nói là quy hoạch cái tính chất lớn lao quan trọng nhất của nó là có tính chất định hướng và là cơ sở để chúng ta kiểm chứng và kiểm soát cái việc phát triển theo đúng cái định hướng đó. Cho nên xin các đồng chí hai chữ đầu tiên là phải tuân thủ theo quy hoạch. Cái điều thứ hai đó, xét về mặt lý thuyết thì mình nói chuyện ngày mai đã khó rồi, có khi cũng không đúng. Mà bây giờ chúng ta nói câu chuyện của 7 năm sau và tầm nhìn đến 27 năm sau thì cái việc để nó đúng một cách toàn diện chắc là khó. Cho nên xin các đồng chí hai chữ tiếp theo là phải linh hoạt. Trong quy hoạch chỉ quy định những nguyên tắc chung thôi. Còn ứng xử nó như thế nào, triển khai nó cụ thể như thế nào thì cần phải có sự linh hoạt nhất định. Bởi vì nó không thể đúng cho tất cả mọi người, mọi nhà, mọi vùng đất, mọi dự án được. Điều thứ ba là sau đây thì Kiên Giang phải xây dựng một cái kế hoạch để triển khai cái quy hoạch này. Trong đó có những cái nội dung khác rất quan trọng. Ví dụ như ở bên dưới các đồng chí phải xây dựng một cái hệ thống các quy hoạch ngành, địa phương cho nó đồng bộ với quy hoạch này. Chưa kể nó phải đồng bộ với quy hoạch vùng, hình như chưa được phê duyệt. Những cái đó cho nên đòi hỏi xin hai chữ nữa đối với các đồng chí là phải đồng bộ tất cả các quy hoạch với nhau. Vì nếu không đồng bộ không ai dám làm hết. Ai mà vi phạm cái này là sẽ đi về nơi xa lắm liền. Đó là về quy hoạch. Về kinh tế xã hội của Kiên Giang thì xin phép có mấy ý kiến thế này. Theo nhận xét của chúng tôi thì nền kinh tế của Kiên Giang là một kinh tế rất đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực. Tôi cũng nói đùa với anh Nam Bình hồi chuyện qua, Kiên Giang giống như cái Việt Nam thu nhỏ này. Ở Việt Nam có cái gì các đồng chí có cái đó. Nhưng có mấy cái điểm rất lớn đấy này. Thứ nhất là biển chúng ta rộng. Với hơn 63.000 cây số vuông á, thì ở đông đồng bằng sông Cửu Long thì thua ông Cà Mau là 71.000. Còn tính trong cả nước thì thua cái ông Khánh Hòa, vì có tính luôn Trường Sa là đâu hình như 180.000. Biển rộng, bờ biển dài hơn 200 cây số và có rất nhiều đảo, quần đảo. Đây là một thế mạnh không phải nơi nào cũng có để phát triển kinh tế biển.
mà phát triển kinh tế biển là câu chuyện của tương lai. Chúng ta sẽ giàu lên, mạnh lên từ biển, như nhiều nghị quyết đã nói. Cái thứ hai, du lịch chúng ta có đảo Ngọc Phú Quốc là một cái địa bàn, một cái đảo mà nói về cạnh tranh về du lịch thì chắc bây giờ không có ai nghĩ tới cái chuyện cạnh tranh với Phú Quốc. Cái việc thứ ba là tôi giật mình về cái này. Nông nghiệp của Kiên Giang rất là mạnh, đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long. Các đồng chí có 4 triệu rưỡi tấn lúa một năm, có hơn 800.000 tấn thủy hải sản. Cái này tôi mới biết chuyện qua. Cho nên tôi nói lại cái ý là nếu phải xếp hàng thì mình thua cái ông thứ nhất. Bởi vì thu ngân sách chúng ta đâu đó khoảng trên 15.000 tỷ thì vẫn còn thua Long An. Những cái khác thì có vẻ chúng ta hơn. Cho nên thôi thì xếp là chắc một chấm mấy thua cái ông thứ nhất mình hơn cái ông thứ hai. Thế thì chúng ta đang có trở ngại gì? Chúng tôi thấy rằng Kiên Giang đang có một trở ngại rất lớn. Đó là hạ tầng giao thông kết nối. Trong các cái dự án hạ tầng cao tốc của giai đoạn này thì có vẻ như Kiên Giang không được hưởng lợi gì bao nhiêu. Nhưng chắc chắn các đồng chí cũng được cái tác động lan tỏa của những tuyến đường này. Tức là cái cự ly chúng ta đi về những nơi này nơi kia nó có gần hơn. Nhưng nó chạm đến mình thì chưa. Cái việc thứ hai là cái tỷ trọng công nghiệp của các đồng chí chưa cao. Mà muốn giàu là phải làm công nghiệp. Không có cách nào khác. Cái này cả thế giới chứ chả gì mình. Năm nay lúa như nãy anh Nam Bình có nói là bây giờ lúa 10... Anh Nam Sơn có nói với tôi lúa bây giờ có chỗ hơn 10.000 một ký rồi. Một niềm vui mà chưa bao giờ có cho bà con sản xuất lúa. Và thưa các đồng chí, nó không chỉ là bà con mình được hưởng lợi đâu. Cái vị thế hình ảnh của Việt Nam với tư cách là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu lương thực, là một trong những quốc gia hàng đầu có tác động liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh lương thực cho thế giới. Vị thế của Việt Nam chúng ta được cải thiện rất là nhiều, được nâng cao lên rất là nhiều. Chúng tôi được tham gia những cái đoàn công tác đi nước ngoài, thì ngoài mặt trận đối ngoại thì riêng cái khái niệm liên quan an ninh lương thực đã đẩy cái vị thế hình ảnh của chúng ta lên rất cao. Cái này một lần nữa phải cảm ơn bà con nông dân mình. Và một điều nữa cũng phải chia sẻ là đây là lâu, tôi nhớ là lâu lắm rồi mới có cái chuyện này. Chứ hồi xưa thì vẫn là cái điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Cái việc thứ ba đó là một cái trở ngại của Kiên Giang. Chúng ta có vùng biển rộng, có bờ biển dài, có một đội tàu đánh bắt, con số tôi không có nhớ nhưng cũng một loại khủng khiếp. Và hiện nay Kiên Giang cũng đang là địa phương có nhiều tàu đi đánh bắt vi phạm ở nước ngoài nhất. Cái này đang là áp lực lắm cho đảng bộ chính quyền của Kiên Giang tôi biết. Nhưng nếu chúng ta không gỡ được thẻ vàng IUU thì toàn bộ những người nuôi trồng đánh bắt thủy sản sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Thế bây giờ mình làm gì? Xin gợi ý với các đồng chí một số điểm. Tôi nghĩ trong hai cái clip vừa rồi đã nói được tất cả mọi điều rồi, nhưng xin nhấn mạnh lại để các đồng chí lưu tâm. Thứ nhất, chắc là phải giải thoát cái vấn nạn về giao thông. Cụ thể thế này, có lẽ trong giai đoạn này thì các đồng chí chưa được chạm đến, nhưng cũng có hai cái dự án từ nguồn vốn ODA mà Thủ tướng Chính phủ đã cho chủ trương rồi. Chúng tôi đã hết sức cố gắng để giải quyết cái câu chuyện là tỉnh chỉ chịu nợ 10% thôi. Đó là cái đường ven biển nối với Cà Mau khoảng 2.500 tỷ vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức. Và cái dự án tỉnh lộ 63 nối Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ khoảng 2.700 tỷ của ADB. Chắc chắn có cái việc đi qua địa bàn của Kiên Giang là các đồng chí giúp cho cái việc đền bù giải phóng mặt bằng càng sớm càng tốt. Chúng ta ăn hay thua, thắng hay thua, được lợi nhiều hay ít từ chuyện này. Cái việc đơn giản là đền bù giải phóng mặt bằng nói thì nó dễ, nhưng thực thi cực kỳ khó. Việc thứ hai là các đồng chí chủ động tham gia, chủ động để thực hiện những cái dự án giao thông trên địa bàn tỉnh mình. Với cái số vốn đầu thu ngân sách hàng năm cỡ chừng 15.000 tỷ, gần chạm được con số có thể tự chủ cân đối thu chi ngân sách và có nộp về trung ương,
thì tôi nghĩ các đồng chí cũng không phải là nhà không có của ăn của để. Cho nên chúng ta tính toán làm như thế nào. Và một điều nữa mong các đồng chí lưu tâm, có khi người có nghĩ đến rồi nhưng chưa thực sự quyết liệt, đó là phát triển mạnh mẽ giao thông thủy. Bởi vì nó rẻ lắm. Cái thứ hai là nó khai thác được cái mạng lưới đường sông chằng chịt của đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Kiên Giang. Các đồng chí thay vì phải bỏ tiền làm một con đường rất là dài, giải phóng đền bù, chúng ta làm một cái bến này, phát triển phương tiện giao thông thủy thì sẽ giải quyết được rất nhiều điều. Một việc tiếp theo mong các đồng chí, mà tôi thấy dấu ấn ở trên khi cao giấy chứng nhận đầu tư hoặc là cam kết bước đầu, là phải kêu gọi nhanh các dự án công nghiệp. Nhưng xin các đồng chí tập trung vô hai cái lĩnh vực, đó là công nghiệp chế biến nông sản. Và nếu như thế thì tất cả mọi nhà đều vui, ông nông dân cũng vui, ông chính quyền địa phương cũng vui, và bản thân nhà đầu tư cũng vui. Bởi vì chúng ta đã đưa được công nghiệp chế biến vào sát vùng nguyên liệu, giá trị gia tăng của nông sản sẽ tăng lên rất nhiều lần. Và thêm một điều nữa, chúng ta làm ăn cho tử tế, đừng có ăn gian, thì giá trị nông sản Việt Nam trên trường thế giới sẽ rất là cao. Một lĩnh vực thứ hai mong các đồng chí lưu tâm mà cũng có dấu ấn trong các dự án tôi thấy, đó là công nghiệp năng lượng tái tạo, là năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Cái mà trời đang cho mình, cái mà không phải nơi nào cũng có một vùng biển rộng trên 63.000 cây số vuông để chúng ta có thể thực hiện các dự án như thế này. Nhưng phải lưu ý một điều, giá thành đầu tư của cái món này nó sẽ sụt giảm rất nhanh theo thời gian, bởi vì công nghệ khoa học, công nghệ phát triển. Cái tấm pin mặt trời cách đây khoảng 5-7 năm, hình như tôi có kể cho Nam Sơn nghe, tôi định gắn ở nhà tôi ở trên Tây Ninh, anh em nó nói đây khoảng 5-7 năm gì đó, khoảng 1 tỷ. Thì cách đây 2 năm tôi gắn còn có 135 triệu rồi. Cho nên đi vay tiền để làm cái này là phải hết sức lưu ý, vì nó sẽ giảm giá, cái giá thành do công nghiệp, cái công nghệ nó phát triển rồi. Cho nên mình tính không khéo, có khi mình chưa kịp thu hồi vốn, thì cái ông kế bên ông đầu tư sau, ông rẻ hơn mình nhiều, mình cạnh tranh không lại. Một cái việc nữa cũng thấy ở trong các dự án mà các đồng chí cho trao giấy chứng nhận ngày hôm nay, đó là các đồng chí phải thúc đẩy các dự án nuôi trồng thủy sản, thay thế dần cho việc đánh bắt. Đây là giải pháp căn cơ lâu dài bền vững. Ở bên Cà Mau có làm được một số cái, một dự án của Mỹ tôi có nghe, và có một vị khách nước ngoài của chúng ta làm cái dự án 400 tỷ. Có thể đây sẽ là một cái mô hình rất là tốt để chúng ta phát triển cái này. Và như vậy sẽ không có bà con mình đi ra ngoài biển mà không bắt được gì, không phải đi vi phạm ở nước ngoài. Một cái điểm nữa, tôi thấy ở đây rất nhiều dự án bất động sản, nhưng mong các đồng chí nghĩ đến các dự án lấn biển. Ở Kiên Giang mà không lấn biển thì đâu lấn, biển mình nó rộng quá mà. Và chúng ta đã có những cái ví dụ của Phú Cường, dự án lấn biển rất thành công. Và tôi trộm nghĩ không biết có đúng không, bây giờ làm dự án lấn biển dễ hơn làm dự án đi đền bù giải tỏa nhiều. Không biết giá thành như thế nào, vì cái này bí mật kinh doanh của các anh các chị, nhưng chắc chắn nó dễ hơn. Không phải đi đàm phán, không phải đi lập phương án đền bù gì đủ thứ. Và sau khi luật đất đai mới và những nghị định liên quan đến lấn biển ra đời, thì chúng ta có trọn bộ một cái hành lang pháp lý rất thuận lợi để thực hiện những dự án như thế này. Và anh em mình có nói với tôi là mai mốt tính luôn bên Phú Quốc cũng làm lấn biển, chứ không chỉ ở Rạch Giá và cái vùng trong đất liền. Một cái điểm nữa muốn nói với các đồng chí, đó là phải thúc đẩy du lịch Phú Quốc theo cái kiểu phải có chất lượng cao hơn. Sản phẩm du lịch phải tốt hơn và đa dạng hơn. Bởi vì cái người đi du lịch nó có ba cái chữ đờ đó. Một là đẹp, hai là độc, ba là đáng, tức là đáng để đi và đáng để trở lại những lần sau đó. Nếu không có dính với tâm linh thì thường người ta rất hiếm khi trở lại, trừ khi đó có những sản phẩm độc đáo.
Vâng, cuối cùng thì mong các đồng chí lưu ý chuyện gì? Trên tổng thể mong các đồng chí lưu ý một cái việc thế này, đó là biến đổi khí hậu. Tất cả chuyên gia đều nói với anh em chúng tôi rằng không ngờ là biến đổi khí hậu tác động mạnh, nhanh và dữ dội đến như vậy. Ở Kiên Giang cũng vì biển mình nhiều, cho nên cái vấn nạn nước biển dâng là nó hiện hữu và thường trực trước mắt mình rồi. Cái thứ hai, bây giờ mưa gió nóng lạnh thất thường lắm. Hiện nay ở Hà Nội, anh em báo là sáng nay có 7-8 độ gì đó thôi. Chuyện chưa bao giờ có trong vài chục năm. Và một điều nữa, Kiên Giang không bị tác động trực tiếp, nhưng về tổng thể là có. Đó là cái suy giảm cái lượng nước phù sa và thủy sản trên thượng nguồn của sông Mekong. Mình sẽ bị mất đi phù sa, bớt đi lượng thủy sản, bớt đi nước. Cái hệ sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị thay đổi hết. Và nghĩa vậy là với cái tinh thần lý lẽ đó thì sản xuất nông nghiệp sẽ cực kỳ khó khăn. Anh Thòn, các anh đây bây giờ phải tính mà mốt làm lúa trong điều kiện không có nước, làm lúa trong điều kiện nó lụt nhiều hơn cái thời gian như bây giờ, mọi việc đều có thể xảy ra, rồi xâm ngập mặn vân vân và vân vân. Những cái việc đó có lẽ cũng được đề cập một phần trong cái quy hoạch ngày hôm nay chúng ta công bố. Nhưng tôi hiểu có những điều chúng ta cũng chưa cập nhật bởi vì chúng ta cũng chưa biết. Thưa tất cả các đồng chí, mọi việc thì còn ở phía trước với cũng rất nhiều vinh quang nhưng cũng không ít khó khăn. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng để chúng ta cùng nắm tay nhau thực hiện thắng lợi trong trọng trách công việc được giao. Xin trân trọng cảm ơn. Xin phép kính mời Phó Thủ tướng nắn lại sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang lên tặng bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và bế mạc hội nghị. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, các lực lượng vũ trang, lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Thưa quý vị, khách quý và toàn thể nhân dân tham dự hội nghị. Trong không khí phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới, năm 2024, hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Lần đầu tiên, tỉnh Kiên Giang có quy hoạch tỉnh được tích hợp theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, là bản quy hoạch có giá trị pháp lý cao nhất ở cấp tỉnh, thể hiện khát vọng và tầm nhìn mở rộng không gian, định hình các động lực phát triển mới, để Kiên Giang phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, khơi thông nguồn lực, tiếp tục phát triển nhanh, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Trong niềm vui chung của tỉnh nhà, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ về định hướng và yêu cầu nhiệm vụ
triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí, Kiên Giang là một trong 28 tỉnh thành phố ven biển của cả nước và là một trong 7 tỉnh thành phố ven biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế biển đảo, giai đoạn 2016-2020, tỷ trọng kinh tế biển chiếm 80% GRDP của tỉnh. Trong đó xuất khẩu nông thủy sản tăng trưởng gần 12% trên năm và đóng góp khoảng 20%. Tăng trưởng ngành du lịch gần 16% trên năm, lượng khách du lịch đến Kiên Giang chiếm khoảng 20% lượng khách du lịch của vùng. Doanh thu từ ngành du lịch Kiên Giang tăng bình quân 35% trên năm và đóng góp hơn 30% vào tăng trưởng chung của tỉnh. Đến nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2025, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có những năm đầu của nhiệm kỳ, tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm và nỗ lực vươn lên của cả hệ thống chính trị, Kiên Giang đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để phục hồi và phát triển, đạt mức tăng trưởng khá tốt, từ 1,21% năm 2021 lên 7,7% năm 2022 và 6,79% năm 2023. Bên cạnh đó, nhiều nhiệm vụ quan trọng khác của nhiệm kỳ đã được chỉ đạo thực hiện hoàn thành, trong đó có nhiệm vụ lập quy hoạch. Thưa các đồng chí, đối với Kiên Giang là tỉnh có địa bàn rộng cả về quy mô diện tích, đất liền và không gian biển. Tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác quy hoạch và quản lý lãnh thổ, ngành, lĩnh vực theo quy hoạch. Từ rất sớm khi luật quy hoạch có hiệu lực và trên tinh thần tiếp thu, quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, huy động sự tham gia của hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu với nhiều ý kiến góp ý, phản biện sâu sắc cho nội dung quy hoạch của tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, tỉnh cũng đã yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban dân các huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo góp ý thuộc phạm vi lĩnh vực, ngành và địa phương mình và tổ chức lấy ý kiến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Tất cả vì mục tiêu xây dựng bản quy hoạch tỉnh đạt chất lượng cao nhất, có tính khả thi cao, phù hợp với nguồn lực và khả năng thực hiện của tỉnh, thể hiện được ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên từ tiềm năng lợi thế trên quê hương Kiên Giang anh hùng. Thưa toàn thể hội nghị, quy hoạch tỉnh Kiên Giang được phê duyệt là kết thúc của giai đoạn lập quy hoạch, nhưng là sự khởi đầu của giai đoạn mới. Giai đoạn tổ chức thực hiện quy hoạch với yêu cầu chặt chẽ, khoa học nhưng cũng cần linh hoạt, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác. Với 4 vùng kinh tế xã hội, vùng tứ giác Long Xuyên, vùng Tây Sông Hậu, vùng U Minh Thượng, vùng Hải Đảo, với 3 hành lang kinh tế là hành lang kinh tế ven biển Tây, hành lang kinh tế Bắc Nam, hành lang biển Giang Thành Hà Tiên và 3 thành phố động lực Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, mời gọi các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, xây dựng kinh tế Phú Quốc, khu kinh tế Phú Quốc, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, đa ngành, đa lĩnh vực, năng động, kết nối phát triển vùng
và quốc tế. Kiên Giang tin tưởng sẽ thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể theo quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các nhà đầu tư, khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt cũng là lúc chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các dự án đủ điều kiện để mời gọi các bạn. Kiên Giang luôn mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng đồng hành với tỉnh sớm thực hiện hóa các dự án đã được xác định trong quy hoạch của tỉnh, kịp thời thông tin, trao đổi cùng chính quyền tỉnh Kiên Giang để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai dự án với tinh thần đồng hành và phát triển. Đảng bộ tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung lãnh đạo, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung khai thác phát huy tiềm năng lợi thế của Kiên Giang, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện với những bước đi cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên và phân bổ nguồn lực hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng theo quy hoạch đã được duyệt, xây dựng Kiên Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Với niềm tin vào cơ hội phát triển mới, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chúc Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các tỉnh thành, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Xin cảm ơn phát biểu của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các đồng chí, chương trình hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Kiên Giang đến đây kết thúc. Ban tổ chức hội nghị xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các đồng chí đã dành thời gian đến dự hội nghị. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.